Theo thông tấn xã Việt Nam, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định Moscow và Bắc Kinh không cần phải tạo ra một liên minh quân sự. Trong cuộc trả lời phỏng vấn Sky News Ả Rập, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga nhận định rằng quân đội Nga và Trung Quốc đã hợp tác thành công mà không cần tạo ra bất kỳ liên minh nào. Hãng TASS ngày 21 tháng 9 dẫn lời Ngoại trưởng Lavrov chia sẻ, "Chúng tôi thường được hỏi khi nào sẽ tạo ra một liên minh quân sự. Chúng tôi không cần phải làm điều đó. Hai nước tổ chức các cuộc tập trận quân sự thường xuyên." Ông bổ sung rằng quân đội hai nước có thể hợp tác, thấu hiểu nhau, xây dựng năng lực cho các hành động chung, tập trận chung, mà không có bất kỳ liên minh quân sự nào như Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO. Ngoại trưởng Lavrov nhận định rằng những liên kết đó là tốt nhất trong toàn bộ lịch sử quan hệ giữa Nga và Trung Quốc. Chúng mang tính chiến lược, ông lưu ý. Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 9 tháng 9 thông báo sẽ tổ chức tập trận chung với lực lượng hải quân và không quân Nga trong tháng này. Trong đó, cuộc tập trận North Joint 2024 dự kiến sẽ diễn ra tại khu vực biển Nhật Bản và biển Okhotsk. Tuy nhiên, ngày cụ thể diễn ra cuộc tập trận vẫn chưa được tiết lộ. Trong khi đó, ngày 12 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận hải quân nước này và Trung Quốc đã tiến hành tập trận bắn đạn thật chống các mục tiêu trên biển và trên không trong khuôn khổ cuộc tập trận tham mưu và chỉ huy mang tên Ocean 2024.